Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người thì hôm nay lên sóng một cái mẫu siêu phẩm. Đây là một cái mẫu lồng nuôi chim đa đa mẫu mới nhất năm 2023 và nó có tên mã số của nó đó chính là mẫu lồng số 7. Thì đối với dòng sản phẩm này, đây là một mẫu lồng cải tiến mới nhất 2023, mẫu lồng cải tiến của mẫu lồng số 6 nha các bạn ơi. Thì trong thời gian bán hàng rất nhiều anh em hỏi là em ơi, bên nhà em có cái loại mà cho chim thò đầu ra không, hoặc là có cái loại để cho chim gọi là rút cái cổ ra để gáy không? Thì đối với dòng sản phẩm này, đây là một mẫu lồng cải tiến của mẫu lồng số 6 và Quỳnh Phạm sẽ xin thưa các bác, khi các bác đặt hàng nói rõ đây là mẫu lồng số 7. Thì cái mẫu lồng số 7 này có sự khác biệt giữa mẫu lồng số 6 này như sau. Về cái phần nan của nó các bác nhá, nhìn nó sẽ giống nhau. Ok chưa? Tất cả cái phần nan của nó các bác nhìn nó sẽ rất là chi là giống nhau. Đem cho các bác xem này, đấy, nó sẽ giống nhau nhá. Giống nhau, và khi mà mẫu cải tiến này nó chỉ có một điểm khác biệt đâu. Đây là mẫu lồng số 6, các bác nhìn kỹ nhá. Mẫu lồng số 6 dùm em. Đấy, các bác em quay tròn các bác xem này. Đây là mẫu lồng số 6 này. Đó, các bác thấy không ạ? Mẫu lồng số 6 của nó sẽ là toàn bộ nan nó sẽ đan đều kín như này. Các bác nhìn kỹ nhá. Toàn bộ nan của nó sẽ là đan đều kín như này. Còn khi mà nhảy sang cái mẫu lồng số 7 là mẫu cải tiến thì ở bên hông này, bên cửa này, đó, bên cạnh quai này sẽ có một cái lỗ hổng này, các bác nhìn kỹ dùm em. Đấy, có một cái lỗ hổng này, các bác nhìn kỹ chưa ạ? Cái lỗ hổng này thì để cho chúng ta rất là linh động trong quá trình chúng ta nuôi bảo tồn lồng chim đa đa, là cho chim nó thò cổ lên nó có thể gáy, hoặc là chúng ta có thể treo cái cống thức ăn ở đây, chúng ta dễ dàng đổ thức ăn vào. Đấy, nói chung là tùy theo mục đích sử dụng của mỗi người nhá. Còn đây là cái yêu cầu của và sự góp ý của khách hàng khi mua hàng bên shop của Quỳnh Phạm, và yêu cầu là em ơi, em làm cái loại mà có cửa, có ô thoáng ở bên cạnh đi, để cho chim nó thoáng và nó thò cổ ra để nó gáy sao các bác. Nói chung là Quỳnh Phạm là một người kinh doanh buôn bán, cho nên là Quỳnh Phạm cũng không nuôi chim đâu, mà tất cả những cái mặt hàng mà Quỳnh Phạm đưa ra thị trường để phục vụ anh em đều là sự góp ý, những cái ý kiến vàng của tất cả quý khách hàng góp ý, và Quỳnh Phạm đã lắng nghe và em đã cải tiến theo cái sự góp ý của anh em. Cho nên là các bác lưu ý nhá. Đấy, cho nên là mục đích sử dụng của mỗi người thì các bác về các bác linh động hộ em. Đấy, cái mẫu lồng số 7 nó sẽ có một cái ô thoáng như này, mọi người nhìn thấy không ạ? Tất cả xung quanh này sẽ được đan dây này, dây này các bác nhìn kỹ nhá. Đây toàn bộ là dây mây. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Tất cả dây này là Quỳnh Phạm gì ạ? Yêu cầu thợ là đặt xưởng là đan bằng dây mây. Và tiếp theo nữa gì ạ? Cái hàng này của nó thì đã được ở bên xưởng người ta đã, hàng này em nói luôn này, hàng này là em đặt xưởng sản xuất, cho nên là từ nước sơn cho đến màu sơn rất là bóng và rất là đẹp. Tất cả cái hàng này đã được phủ bóng và đã được sơn chống mọt, chống mối hết rồi. Đó, và tất cả hàng này trên đầu của nó các bác nhìn kỹ này, có chống tóc hết mọi người nhá. Và ở dưới đít mẹt của nó mọi người nhìn kỹ dùm em, nó đều có láng keo rồi, cho chim mài mỏ, mài móng và được tráng cát rồi. Cho nên các bác dùng những loại sản phẩm này rất là yên tâm. Đó, ok chưa? Đến với show của Quỳnh Phạm 100%, không bao giờ treo đầu dê bán thịt chó. Vấn đề này Quỳnh Phạm lấy toàn bộ uy tín của em, những gì em đang có trong thời gian 5-6 năm nay bán hàng, em phục vụ các bác. Và em xin thưa với mọi người là như thế này, hàng em đưa lên video như thế nào, nhận về tay sẽ là như thế. Các bác yên tâm chưa? Cho nên là mọi người xem video các bác hãy xem thật kỹ giúp em, tránh trường hợp làm sao ạ? Tránh trường hợp chúng ta đặt nhầm hàng, đặt nhầm mẫu là do lỗi của các bác thôi nha, chứ không phải là do lỗi của Quỳnh Phạm đâu. Ok chưa? Đó, tại vì tất cả hàng Quỳnh Phạm quay cận cảnh như này, các bác nhìn rõ này, ok chưa? Đó, mẫu nào cũng giống mẫu nào luôn các bác. Đây, cho mọi người xem luôn, cái nào cũng giống cái nào luôn dùm em, tròn và xinh xắn như nhau luôn ạ. Riêng mẫu lồng số 7 này em ra mắt ngày hôm nay báo giá cho anh em luôn nhá, 479.000 thôi. Và giá này đã bao ship về tận nhà cho anh em rồi. Và tất cả cái hàng này các bác yên tâm, khi kèm theo thì sẽ có một cái nan cửa nữa. Cái nan cửa đấy không biết là em vứt ở đâu rồi ấy các bác. À, đấy đấy, em mải lên sóng cho các bác quá vui quá, tại vì hàng này đặt xưởng lâu lắm rồi và ngày hôm nay mới nóng hổi như thế này và lên đây để thông báo tới toàn thể cô chú bác anh chị em. Các bác có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm này thì có thể ghé shop ủng hộ cho Quỳnh Phạm nhá. Giá cả thì rất là công khai rồi, 479.000 em miễn phí vận chuyển về tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng cho các bác mở hàng ra kiểm tra, ok chưa mọi người? Đó, hàng rất chi là đẹp luôn, các bác nhìn này, toàn bộ là che gai hết luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Đan như thế này nha, chim nào mà thuần rồi các bác nhốt cái lồng này cho em, thoáng mát, không bao giờ chim chúng ta bị ốm đâu ạ.
chim đa đa chúng ta mà các bác nhốt bí quá nhá, mà không chăm sóc, không vệ sinh được là nó sẽ sinh bệnh, chim nó sẽ sinh ra những cái bệnh ốm vặt các bác, rất là nguy hiểm cho chú chim của chúng ta, ok chưa? Và sử dụng cái dòng sản phẩm này các bác nhá, chim mà thuần rồi, các bác chơi hàng này cho em đảm bảo luôn, các bác sẽ hài lòng về chất lượng hàng ở bên em, bền đẹp mãi với thời gian luôn. Tại vì sao? Chất liệu che gai, đấy là cái thứ nhất, đấy là vấn đề này em xin đảm bảo với mọi người. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Về cái sự sơn, nước sơn của nó rất là đẹp luôn, rất là bóng, rất là đẹp. Tại vì tất cả những cái xưởng em đặt để làm hàng cho đưa tới tay các bác này, toàn bộ là xưởng này rất là uy tín luôn. Người ta bán buôn toàn đất nước chứ không phải bán buôn cho một mình Quỳnh Phạm đâu. Cho nên là giá cả em báo giá cho anh em luôn. Anh em yêu quý em thì có thể ghé shop ủng hộ cho em nhá. Đấy, ok chưa? Và báo giá rồi anh em cần cái mẫu lồng số 7 này qua shop ủng hộ cho em nhá. Và ngày hôm nay mẫu lồng mới này em muốn lên sóng cho mọi người, và ngoài dòng sản phẩm lồng số 7 này ra thì bên em có cả những cái mẫu lồng khác nữa tại kênh bán hàng này. Hoặc là anh em chúng ta muốn xem thêm có thể kết bạn trực tiếp về số Zalo của Quỳnh Phạm nhá, để Quỳnh Phạm được có cơ hội để phục vụ anh em và có cơ hội gửi lại mẫu cho tất cả quý hàng chúng ta xem nhiều hơn nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó, các bác xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh góc bên này màn hình nhá, chọn chiếc chuông, ấn vào chữ tất cả, theo dõi video hàng ngày em đăng tải cho tất cả các bác nhá. Đó, một lần nữa thì xin chúc toàn thể cô chú bác chị em chúng ta xem video vui vẻ. Xin chúc toàn thể các bác chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào toàn thể mọi người. Hẹn các bác buổi video sau nhé.